Xin chào các bạn, lại là kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với chuỗi series các câu hỏi về sự tinh mắt nhé. Nhưng trước hết hãy cho bọn mình xin một like và một subscribe từ các bạn để ủng hộ cho kênh của bọn mình nhé. Love you. Cùng nhau đến với trò chơi đuổi hình bắt chữ đầu tiên. Hơi hóc búa một tí, nhưng mọi người cùng nhau suy nghĩ đi nào. Ba, hai, một. Ta-da, kết quả chính là búa lân. Bất ngờ đúng không nào? Sang tới câu thứ hai nhé. Lại là một trò chơi đuổi hình bắt chữ. Mọi người nghĩ sao nào? Và đây là kết quả. Câu 3 nhé. Đây là một dạng trò chơi tìm điểm khác nhau. Hãy tìm điểm khác nhau của hai bức ảnh này đi nào. Và đây là kết quả, chính là miệng, mí mắt, chân và đuôi nhé các bạn. Chào đón câu 4 nào. Lại là một trò chơi đuổi hình bắt chữ. Mọi người suy nghĩ nha. Kết quả chính là khẩu cung. Câu 5 nào. Hãy tìm chú chó trong hình. Phải thật tinh mắt nha các bạn. Kết quả có làm bạn bất ngờ không nào? Tiếp tục với câu hỏi thứ 6 nhé. Hãy tìm xem trong khung hình này có những con vật nào. Và đây là kết quả, có tận 6 con vật. Mọi người tìm ra đủ chứ? Sang câu 7 nhé. Mọi người hãy cùng đuổi hình bắt chữ đón xem truyện cổ tích này có tên là gì. Vâng, đây chính là câu chuyện Cây Tre Trăm Đốt. Lại là một câu hỏi tìm điểm khác nhau. Còn đây là kết quả của câu hỏi này. Câu tiếp theo nào, lại là một dạng đuổi hình bắt chữ. Các bạn đã tìm ra kết quả là một chú chim cánh cụt chưa? Sang câu 10 nào. Kết quả của câu đuổi hình bắt chữ này chính là chăm chỉ nhé. Sang câu cuối cùng nha. Đố các bạn biết, khi Messi thực hiện đá phạt đền, anh ấy sẽ đá vào đâu? Vâng, dĩ nhiên là phải đá vào trái bóng rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng tham gia vào những trò chơi của Đố Vui Nhanh Trí. Rất hy vọng những trò chơi ngày hôm nay đã đem đến những giây phút giải trí cho tất cả các bạn. Và đừng quên để lại một nút like và subscribe cho kênh của bọn mình nha. Xin chào!